Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình ngồi đây từ chiều đây mọi người ở đây. Nói đùa vậy thôi chứ mình vừa mới đi làm về và mình qua đây ngồi quay cái video này. Thì vẫn là cái con sông này thôi. Đấy. Vẫn là con sông này, vẫn là cái bờ đê này và hôm nay mình vẫn ngồi ở đây. Đấy mọi người ạ, thì mình đang ngồi chỗ bờ sông này cho bạn xem cái cây này là cây ngải cứu này. Rất nhiều bạn mới sang cứ hỏi đây có phải là cây ngải cứu hay không, rồi hỏi có ăn được không ấy. Bên Nhật là cái mùa này này, cái mùa bắt đầu chuyển sang mùa xuân sang mùa hè này thì cây ngải cứu mọc nhiều lắm các bạn ạ. Cây ngải cứu này rồi cây rau diếp cá giống ở Việt Nam mình ấy. Mọc rất là nhiều luôn. Cho bạn xem luôn này. Đấy mọi người nhìn thấy không? Ở dưới phía dưới kìa. Đấy. Thì mình cũng đã làm rất là nhiều các cái video nói về một tháng lương ở Nhật này rồi. Và bạn nào mà để ý thì các bạn có thể là lấy máy tính tính ra và có thể biết được một ngày công ở Nhật bao nhiêu. Thế nhưng mà chắc là mình nghĩ là các bạn cũng không muốn tính đúng không? Tính được gì cho nó phiền phức ra ấy. Thế nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video này nói về câu chuyện một ngày đi làm thuê ở Nhật được bao nhiêu tiền nhé. Đây là cái giấy như kiểu là lịch làm việc của mình trong vòng 1 năm đấy các bạn. Đây này. Họ in cho mình là từ tháng 6 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2020 này. Thì mình cũng chỉ nói qua cho mọi người hiểu nhé. Thì các tháng bình thường ấy, có tháng thì mình làm 20 buổi, có tháng thì mình làm 22 buổi. Và tháng ít nhất là làm có 18 buổi, đó chính là cái tháng 8 ấy mọi người. Tháng 8 được nghỉ hè mà, thì mình làm ít nhất là có 18 buổi. Còn lại là 20, 21, 22. Đấy thì giờ mình sẽ dựa vào cái số liệu này và mình sẽ chia cho mọi người xem. Thì một ngày làm từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ tối đấy. Thì một tháng khi mà mình làm đủ 20 buổi thì được khoảng 160 tiếng. Trong vòng 1 năm là mình đi làm 243 buổi và được nghỉ 123 buổi. Có tháng mình làm 20 ngày, tháng mình làm 21 ngày, tháng làm 22 ngày. Thì mình sẽ tính trung bình là khoảng 20 ngày các bạn nhé. Và lương cơ bản của mình là 17,5, nghĩa là 17,5 sen. Và tính ra tiền Việt là khoảng 35 triệu các bạn nhá. 35 triệu mình chỉ nhân với giá 20 thôi nhá. Và hiện tại bây chắc là 30 là 21 rồi. Thì mình nhân với giá 20 cho nó dễ tính mà. Đấy. Thì bây giờ một tháng là lương cơ bản là 17,5 mà mình chưa tính giờ làm thêm nhá. Đấy thì mình muốn tính cho các bạn là một ngày đi làm bao nhiêu tiền ấy, thế nên là mình chưa tính giờ làm thêm. Thì giờ mình sẽ lấy là 17,5 chia cho 20 buổi thì được khoảng 8 sen 7 thì mình tính là 8 sen rưỡi thôi. 8 sen rưỡi mình nhân đôi nên là khoảng 82 16 cộng 1 là 17. Đấy là khoảng 1 triệu 7 một ngày các bạn nhá. Đấy. Thì một ngày đi làm như mình ấy, một ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối là được khoảng 1 triệu 7. 1 triệu 7, 1 triệu 8 gì đó. Đấy. Khi mà công ty có nhiều việc mà cho mình làm thêm 1 đến 2 tiếng ấy thì mỗi tiếng mình được khoảng 1 sen 4 cho đến 1 sen rưỡi, nghĩa là khoảng 300.000 đấy, hoặc thêm 300.000 nữa. Hôm nào mà có việc làm thêm ý, được khoảng 1 tiếng thôi là cũng khá là ổn đấy. Được cộng thêm 300.000 nữa là khoảng 2 triệu một ngày đấy. Còn hôm nào mà không có làm thêm, ví dụ như hôm nay này thì được khoảng có 1 triệu 7 đến 1 triệu 8 một ngày thôi mọi người nhá. Đấy và lương của mình thì tháng nào cũng như vậy rồi. Ví dụ tháng nào có nhiều thời gian tăng ca rồi nhiều thời gian làm thêm thì mình lương có thể gọi là cao hơn một chút. Còn không thì cũng chỉ 17,5. Mà 17,5 thì còn trừ đi là các cái khoản tiền như kiểu tiền thuế này, tiền lên kin nhá, tiền lương hưu này, tiền hưu trí ấy, rồi tiền tiền báo hiểm này, đấy. Chung là các khoản tiền đó thì nó không thay đổi rồi. Ví dụ năm nay mình làm lương còn thấp hơn một chút thì đến tận sang năm họ mới giảm cho mình các cái khoản đó. Thế nên là hiện tại bây giờ là lương mà ít thì các cái khoản trừ thì vẫn như thế thôi. Mình chỉ có bớt ăn mất tiêu đi thôi chứ còn không có cách nào khác cả. Các bạn. Và khi mà đi làm kiểu công ty này rồi thì mình mới tính toán ra một chút thì mình mới để ý là đi làm như này thì làm 8 tiếng này mà được 8 sen 7 thì chứng tỏ là 1 tiếng thì được khoảng hơn 1 sen. Hơn 1 sen nghĩa là khoảng hơn 200.000 đấy các bạn. Đấy. Thế chứng tỏ là mình đi làm công ty này lương còn cao hơn cái ngày mà đi làm bay tậu ấy, nghĩa là ngày mình đi làm thêm cái thời du học ấy. Đấy, cái thời du học thì mình nhớ là mình
là quán sushi được họ giả cho mình là có 850 một giờ đó các bạn. 850 một giờ là rơi khoảng 170.000 các bạn nhá. Đấy, ở ngày xưa mà đi du học, đi làm thêm ấy thì được có khoảng 170.000 một tiếng thôi. Còn hiện tại đi làm công ty thì lương cao hơn một chút là được khoảng 200.000 một tiếng. 200.000 một tiếng các bạn nhá. Ngồi nói chuyện một lúc mà trời cũng gần tối rồi. Thật sự là nghỉ mấy ngày, nghỉ 4-5 ngày rồi, hôm nay đi làm một ngày cảm giác người nó rất là mệt. Và nhân tiện là đi làm về và qua đây ngồi nói chuyện với mọi người, rồi ngồi ngắm cảnh ấy. Cảnh hoàng hôn rồi cảnh sông suối rồi núi này các bạn. Cho các bạn xem núi này. Đấy. Cảnh mây trời rồi núi các thứ ấy, nói chung là cũng khá là thoải mái. Thì mỗi tội là ngồi đây một lúc thì hơi đói luôn thật. Và gió thổi cũng khá là lạnh. Lúc ở công ty làm thì thật sự là bốc máy tính mà cũng khá là nóng. Và về đây ngồi lúc thì lại thấy nó lạnh rồi. Đấy, thì mình muốn nói cái câu chuyện là một ngày công ở Nhật mình làm được khoảng 1.7, 1.8 gì đó ấy, thì các bạn đừng có nghĩ là cao các bạn nhé. Bởi vì các bạn cứ tính mà xem. Mình thấy cao là bởi vì mình so sánh giữa tiền Việt và tiền Nhật thôi. Và tiền Nhật hiện tại là gấp khoảng 20 lần, hơn 20 lần tiền Việt Nam, thì mình cảm thấy nó cao như vậy thôi. Chứ còn thật sự là 1.7, 1.8 thì chắc là mình nghĩ là chỉ bằng những bạn làm ở Việt Nam lương khoảng 170, 180 nghìn một ngày thôi. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng nó chỉ ngang ngang nhau như vậy thôi, chứ không phải là 1.7, 1.8 là cao đâu. Và lương thì 1.7, 1.8 một ngày đấy, nhưng mà còn các khoản tiền như là tiền ăn uống này, tiền nhà cửa này, tiền thuế này, tiền bảo hiểm này. Đấy, nếu mà trừ ra thì cũng tốn khá là nhiều ấy các bạn ạ. Nói chuyện với bạn bè là một tháng thu nhập ở Nhật được khoảng 30-40 triệu. Đấy, ai cũng nghĩ là nhiều thế, với cả lương cao thế. Nhưng mà thật sự là so với bên Nhật này thì cái mức lương đấy gọi là chỉ là cái mức lương cơ bản thôi mọi người nhé. Mức lương gọi là của những người làm công ăn lương trung bình thôi. Cũng giống như kiểu mức lương của các bạn làm nhân viên công ty ở Việt Nam ấy. Mà có khi các bạn ở Việt Nam mà tăng ca ấy, hàng tháng còn được mười mấy 20 triệu, có khi lại gần bằng lương bên Nhật luôn ấy. Chia sẻ về lương động này ở Nhật này ít người chia sẻ lắm các bạn ạ. Và cũng ngại để nói về cái khoản thu nhập của mình cho người khác biết ấy. Ngày xưa mình ở Việt Nam vậy mà mình rất muốn là tìm hiểu về Nhật Bản. Thế nhưng mà khi mà YouTube chưa phát triển ấy, thì mình lên mạng mình tìm hiểu thì cũng chẳng có ai chia sẻ và cũng không biết tìm ở đâu ra ấy. Thế nên là hiện tại bây giờ là mình muốn chia sẻ cho mọi người ở Việt Nam biết. Đấy, để mọi người có thể xác định rõ ràng là Nhật Bản có thật sự là màu hồng hay không. Và mình sẽ cố gắng là chia sẻ thật nhiều các cái cuộc sống về hàng ngày ở bên Nhật này cho mọi người ở Việt Nam có thể biết được. Rồi, và cuối cùng thì cuối mỗi video mình vẫn luôn nhắc các bạn là bạn nào muốn mình review về cái gì hoặc là có thắc mắc câu hỏi gì về Nhật Bản thì cứ inbox cho mình hoặc là mình có trực tiếp xuống phần bình luận của video này thì mình sẽ trả lời các bạn. Đấy. Rồi, ngồi đây một lúc mà trời cũng gần lặn rồi này mọi người ạ. Đây chính là hoàng hôn ở Nhật Bản. Hoàng hôn Nhật Bản đấy mọi người. Mặt trời chuẩn bị xuống núi này. Đấy các bạn ạ, thì hôm nay mình cũng chia sẻ một cái video là nói về một cái công nhận cho mọi người cùng biết. Và mọi người chỉ tham khảo nha mọi người nhá. Chứ đừng nghĩ là ai cũng như mình, ai cũng được 1.7, 1.8 một ngày như mình đấy. Các bạn lương cao thì ngày 2-3 triệu có đấy, mình gọi là mình chia sẻ về cái ngày lương của mình thôi, chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi. Mọi người ở Việt Nam chưa biết gì về Nhật Bản thì có thể tham khảo cái thông tin của mình đấy. Rồi giờ thì mình cũng phải về nhà rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình, và các bạn cùng đón xem các video tiếp theo của mình nhé. Và một cái điều rất quan trọng là các bạn đừng quên like, chia sẻ các cái kênh của mình nhé. Rồi, ok, bye bye, chào tất cả các bạn, bye bye.